dạo này rất là có duyên với hoa hồng luôn rất nhiều khách hỏi mua hoa hồng cây này cây nhà nhật này cực kỳ đẹp này cây đẹp uh, nhất nhì của vườn cây đẹp thì em sẽ quay trước cây uh, thường là những cây đẹp thì em sẽ phát lên trước phát đầu tiên của like thì em sẽ phát cây đẹp để cho mọi người xem đây là cây nhài nhật nhá các bác nhá nhài nhật cây rất là đẹp rất là ok luôn này À, một một loại cây mà nó chỉ đứng sau mộc hương về độ hot Thì có lẽ phải kể đến cây nhài nhật nhá Đứng sau mộc hương thôi, cái này nó chỉ đứng sau mộc hương một chút xíu thôi Sau mộc hương Mộc hương thì thực ra là đứng sau mộc hương một tí thôi Nhưng mà sắc đẹp của nó cũng không hề thua kém mộc hương nhá Cái này thì có một ưu điểm hơn so với cây mộc này à, Là nó hoa quanh năm Cây mộc hương thì nó chỉ ra hoa vào từ tháng 9 cho đến tháng tháng 3 âm lịch tức là 3 tháng mùa hè thì mộc hương nó sẽ không ra được hoa bởi vì nó nắng nóng còn cây nhài nhật thì khác nhài nhật thì ra hoa quanh năm đông xuân hè thu đều có hoa làm hoa của nó khoảng một tháng một nửa hoa và vào mùa xuân thì cây nhài nhật sẽ ra hoa đẹp nhất vào mùa xuân và dịp cuối năm 3 tháng cuối năm và 3 tháng đầu năm cũng sẽ là thời điểm mà cây hoa nhài nhật nó nở hoa đẹp nhất mà ngoài ra mùa hè thì cây nhà nhật nó vẫn nở hoa bình thường nhá nhà nhật thì có hương thơm của nó thì hương thơm nó ngọt hương thơm rất là ngọt nhưng mà ngọt của vị ngọt của nó ngọt dịu dàng nhé chứ nó không vị vị ngọt dịu dàng làm say đóng đắm lòng người chứ không phải là vị giọt vị ngọt gây hắc và không không gây khó chịu nhé và độ tỏa hương của cây nhài nhật nhật nó rất là cao độ tỏa hương của cây nhài nhật nó rất là cao nhé trồng một cây nhài nhật trước cửa nhà các bạn đứng ở cách đấy khoảng 5 mét 10 mét các bạn vẫn ngửi thấy hương thơm nếu mà có cơn gió nhẹ thổi qua thôi à, cây nhài nhật thì có thêm một ưu điểm nữa hơn so với cây mộc hương đó là cây mộc hương nó là cây chơi hương không chơi sắc tức là cái cây hoa của mộc hương nó rất là thơm hương thơm có chiều sâu nó hàng đầu bảng cái mộc hương nó đã đứng đầu trong các loài hoa về hương thơm nhưng mà cây mộc hương thì nó lại đấy là ưu điểm của cây mộc hương còn cây mộc hương thì nó lại thua cây nhà nhài là một điểm là cây mộc hương nó không có sắc như cây như cây nhài cây nhài là nó đẹp nó đẹp bình dị nó không bằng được cây mộc nó không thơm bằng cây mộc nhưng mà nó đẹp bình dị và nó cuốn hơn ở cây mộc hương là nó có hoa hoa nó đẹp hoa nó đẹp nhá cây mộc cây nhài nhật thì chỉ chơi chơi chơi, chơi cây nhài nhật để vừa chơi sắc vừa chơi hương nhá hoa đẹp hoa vừa thơm vừa đẹp còn cây mộc hương là thường là người ta sẽ nhắc đến cây mộc hương thì người ta sẽ nhắc đến cây chơi hương nhá đứng sau mà đáng trồng nhất để cho các bác đầu tư làm kinh tế đứng sau cây mộc thì có phải có lẽ phải kể đến là cây nhài nhật và cây này nếu bác là làm kinh tế thì em ủng hộ hết mình luôn bởi vì cây này nó cực kỳ khỏe dễ chăm sóc không sâu bệnh nếu các bác nào muốn đầu tư vào cây nhà nhật này thì cũng là rất là ok Và hàng nhà nhật cây to á Những cây nhà nhật to cực kỳ có giá trị luôn Những cây nhà nhật giá, cây to cực kỳ có giá trị luôn Và giá nó không hề thua kém cây 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 mộc đâu ạ Nó ngang giá của mộc luôn những cây to Còn những hàng bé thì bây giờ người ta trồng đại trà cũng khá là nhiều Nên giá của cây của những cây hàng nhỏ thì nó bình bình thôi Nhưng những hàng to gần như trên thị trường là bây giờ cũng đang tuyệt chủng hàng to đấy Những hàng to là bán giá cũng rất là cao luôn Cây này em bán giá là 1.8 triệu ạ 1.8 triệu cây này Nghĩa ra phải bán 2 triệu cơ Nhà anh có trồng một cây trước cửa thơm Đúng rồi cây này rất là thơm luôn Cây này siêu thơm luôn nhá Cây nhà nhật vừa có hương lại vừa có sắc nha các bạn nhá Là cây cực kỳ đáng để trồng Hương thơm của nó ngọt ngào luôn đấy ạ <laughs> Cây này giá thế nào Cây này em bán 1.8 triệu nhá. Khổ lắm các bác ở trên các bác ở trên TikTok các bác thì đã không chờ được, đã không đã không không không, không kiểu nó không có độ kiên nhẫn cao ấy. Các bác đang là để em đọc comment của các bác cho mọi người xem rất là buồn cười luôn. Giá sao cây này? Cây này giá thế nào? Giá bao nhiêu một cây? Ngoài ra <laughs> ngoài ra còn cây nho nhỏ tiền không? Cây đẹp quá, cây này giá bao nhiêu em nói nắm quá, báo giá mẹ nó đi. <laughs> Khổ lắm. mày nói lắm quá các bác phải để cho em thuyết trình như này cứ phải bán hàng đâu, cứ phải chỉ bán hàng không đâu. Còn phải thuyết trình về đặc tính của cây để cho mọi người tìm hiểu. Bởi vì các bác ngoài các việc các bác mua lẻ ra một hai cây ra thì có nhiều bác các bác rất là quan tâm các bác đầu tư muốn đầu tư làm kinh tế thì mình cũng phải giải thích cho người ta biết là cây này có đáng để làm kinh tế hay không, có làm được hay không. Mình phải chia sẻ thực sự là chân thành luôn. Em phải nói là phải chia sẻ chân thành. Ví dụ cây nào mà em bảo là các bác trồng được thì các bác là trồng được. Còn cây nào ví dụ như trà bây giờ nó đang hot mà các bác hỏi em tư vấn là có lên vào cái trà không thì em vẫn khuyên là không đấy cây nào trồng được thì em bảo trồng được cây nào không thì em khuyên là không ví dụ như cây trà thì em vẫn khuyên các bác là chỉ trồng chơi một vài cây chơi thì được nhưng mà để làm kinh tế thì không lên đây là em quay gần nhá à, em quay gần cho mọi mọi người xem này không phải cây nào em tư vấn cho các bác làm kinh tế đối với những bác mà muốn đầu tư để làm kinh tế thì cây nhà nhật này cũng là sự lựa chọn tuyệt vời nhá còn nếu là một vài bác vào gần đây thấy cây trà nó hot là nhiều bác bảo em tư vấn thì em vẫn khuyên là không cây trà chỉ phù hợp với các bác mua 5 10, bảy 10 cây chục cây hai chục cây về trồng chơi thôi còn trồng để làm kinh tế để nó giúp các bác kiếm tiền ấy Thì cây đấy nó cực kỳ khó chăm sóc nó, nó thậm chí nó không giúp được các bác kiếm tiền Mà nó làm mất tiền của các bác cơ Đây là cực kỳ đẹp nhá Cây hoa nhà Nhật này này hoa của nó màu tím Khi mới lở thì màu tím Và khi hoa nó tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng như thế này khi mới lở màu tím và khi được lượng màu tím của nó sẽ nhạt dần theo theo ngày nở nhá và khi tàn hoa chuyển thành màu trắng hoa rất là đẹp cây này cũng là một loại cây cực kỳ đáng trồng nhá bởi vì hương thơm của nó rất là ngọt ngào hương thơm ngọt ngào dịu ngọt và vừa là cây chơi hương vừa là cây chơi sắc nhá hoa nó rất là đẹp luôn hoa nó rất là đẹp nhá các bác nhá trà hoa vàng trồng lâu và khó tính à cái cây em đang nói đó là trà 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 ta cái cái cây cái cây em nói đó là trà cổ ấy ạ trà cổ cái cây mà em thuyết trình mà cái cây khó tính ấy mà các bác đang nhờ em tư vấn ấy thì là nó là cây trà mi cổ nhá hoa trà mi cổ hoa này rất là đẹp sắc trà hương mộc đấy ạ vẻ đẹp của cây trà nó được sánh ngang với cả vẻ đẹp của cây mộc đấy ạ sắc trà hương mộc nhưng bởi vì nó bởi vì nó rất là khó tính nên là để trồng chơi thì một hai cây để mình chăm cho nó cho nó đẹp thì được. là được nhưng mà để nếu mà chăm sóc kiểu đại trà sản xuất đại trà làm hàng đại trà thì không phải vườn nào cũng có kỹ thuật làm cây nhà nhật tiếp theo này Cây nhảy nhật tiếp theo này Cây này cực kỳ đẹp luôn Cây nhảy nhật này tán nó tròn xoe như cái đống rơm Tán tròn xoe như đống rơm Và cây này nó thoát thân 80 phân này Vanh của nó vào khoảng 12 nhá Vanh 11, 12 đấy ạ Cây này cực kỳ đẹp và xuất sắc Giá bán em đưa ra rất là hợp lý Chỉ có 1 triệu 800 k một cây 1 triệu 800 k một cây cho cây này nhá Cây tán rất là to Tán to, sum dày đẹp đấy ạ Nô no này em có tổng cộng là cái nô no, nô no này em có tổng cộng là 7 cây ở à? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 cây ạ. À. Nô no này em có tổng cộng là 7 cây. Bác nào mua nẻ một cây thì giá sẽ là 1 triệu 800k Bác nào lấy cả 7 cây này cho em thì giá là 1 triệu 500k Bác nào mua cả 7 cây này nhá Thì giá là 1 triệu 500k Cây này em bà đưa cái giá cực kỳ hợp lý để cho mọi người mua được nhá Thực sự là giá em đưa ra cực kỳ hợp lý nhá Vanh của nó là vanh 10 10, 11 Vanh 10, 11 nhá Vanh gốc to nhá Vanh 10, 11 Mọi người muốn hỏi là vanh của nó thì gần là vanh là cái gì Vanh nó nó là tính là chu vi của cây nhá Mọi người lấy cái thước mọi người quay một vòng tròn xung quanh Thì đấy chính là chu vi của cây ạ Em đo thất thân nhá Em đo thất thân này 20 này 40 này 60 này 70 phân ạ cái này thoát thân là 70 cm nhá. Thoát thân 70 cm và vanh của nó là vanh uh, uh vanh uh, 10, Bác là quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 thôi em nhá. Cây này thoát 70 này. Cây tiếp theo này, em sẽ quay từng cây một cho các bác. Cây rất là đẹp luôn. Cây này thoát khoảng tầm 80 phân. Vanh của nó là 10, 11, 12 đấy ạ. Vanh 10, 11 đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn nhá. Cây này cực kỳ xinh. Cây này là cây nhài nhật nha anh nhá. Cây này là cây nhài nhật. Cây nhài nhật đó là cây vừa chơi hoa, vừa chơi uh, hương vừa chơi sắc vừa chơi hương hoa của nó như thế này em quay gần bông hoa đây ạ hoa của nó là hoa quanh năm nhá quanh năm đến mùa hè hoa nó cũng rực rỡ luôn đấy khi mới nở thì hoa sẽ màu tím nhẹ nhàng màu tím hoa cà nhẹ nhàng như thế này màu tím hoa cà nhẹ nhàng và khi hoa nó tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng à, hương thơm của nó là hương thơm dịu ngọt thơm mùi kẹo thơm rất là dịu dàng không gây hắc không gây cảm giác khó, khó chịu cho người ngửi và độ tỏa hương của nhà nhật thì nó cũng rất là cao độ tỏa hương của nhà nhật nó rất là cao nhá nếu nhà bác nào mà đã trồng một cây mộc hương rồi nếu nhà bác nào mà đã trồng một cây mộc hương trước cửa nhà rồi thì các bác mua thêm một cây nhà nhật này nữa để trồng hai cây cạnh nhau đến khi mà các bác mở cửa ra buổi sáng các bác ngủ dậy các bác mở cửa ra cái hương thơm ngọt dịu dàng của của hương hương nhà nhật nó sẽ hòa quyện vào hương thơm sâu lắng của của cây mộc hương ấy nó tạo ra một mùi hương rất là dễ chịu luôn nó tạo lên mùi hương rất là dễ chịu làm cho bao nhiêu mệt mỏi nó sẽ được xua tan nó làm xua tan bao nhiêu mệt mỏi của các bác sau một ngày đi làm về mệt nhìn thấy cái cây, nó ra hoa rồi cây nó hương thơm ấy tinh thần của các bác sẽ dễ chịu cây này vanh của nó vanh 12 và em đo thất thân này 20 này 40 này 60 này 80 này cây này thoát 80 90 cm nhá cây này thoát 90 cm ạ